Xin chào, chào mừng các bạn đến với chương trình Tôi Tự Làm, kênh Twitch Your Self Inspiration Kids tại Việt Nam. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau thử làm một cái loại knead, là một loại đất sét bằng jumi, lemon, pilau. Cái bọt kem pilau này thì rất là quen thuộc với chúng ta trong những video lần trước rồi đúng không? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm đất sét với cái loại bọt kem pilau này. Ở đây thì mình còn có cả một cái hũ màu nhuộm và một ít bột mì. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem thử mình làm như thế nào nhé. Chúng ta cũng có thể dùng bọt xà phòng nữa, hay là những cái chai xà phòng để tạo mùi hương rất là tốt. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm một cái loại đất sét hương chanh rất là đặc biệt. Và hãy xem thử cách làm như thế nào nhé. Đầu tiên thì mình sẽ dùng một cái bát màu trắng như thế này, mình xịt cái bọt kem pilau vào. Và sau đó đổ bột mì vào. Các bạn cũng có thể sử dụng bột bắp. Chỉ đổ ít như thế này thôi, sau đó mình sẽ trộn bột mì với lại bọt kem pilau. Mình dùng cái nĩ trộn đều như thế này. Nó hơi khô cho nên mình sẽ xịt thêm một ít kem pilau lên nữa. Và sau đó chúng ta có thể đổ một ít gel tắm vào. Nếu mà bạn không có gel tắm như thế này thì chúng ta có thể dùng xà phòng. Và sau đó chúng ta trộn đều, đổ ra ngoài và trộn đều bằng tay, nặn nó bằng tay. Trộn thật là đều. Nếu mà nó còn khô quá thì chúng ta đổ thêm ít gel tắm vào nữa. Trộn cho đến khi nào nó kết dính lại với nhau như thế này. Và để cho có màu sắc đẹp thì chúng ta có thể dùng cái lọ màu thực phẩm để chúng ta nhuộm. Và mình dùng một ít màu để mình trộn đều với cái cục nét mà mình vừa mới tạo xong. Nó sẽ ra màu vàng chanh như thế này. Và các bạn thấy thế nào? Một cái cục đất sét, một cái cục nét mới rất là chơi trên tay, cảm giác rất là thích. Và màu sắc cũng rất là đẹp luôn. Và nó có mùi hương của chanh nữa. Thì cách làm thì cũng rất là đơn giản thôi. Từ cái hộp sumi, limon, cái hộp pilau, bọt kem pilau, một ít treo tắm em bé, một ít phẩm màu và một ít bột mì là chúng ta đã có thể tạo được cái cục nét mới như thế này rồi, rất là đẹp. Và chơi trên tay rất là thích luôn. Nếu mà bạn nào đã từng làm nét những cái cục đất sét như thế này rồi thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé. Và đừng quên nhấn like và subscribe. Bye bye.